hồi chồng mít này tới giờ ổng không sướng lắm, ổng có tỉa trái nào ổng giật trái nào hết trơn á, tự làm tự xử à. Bởi vì không sướng không. Cái nhánh này nè, cái nhánh này nè, anh thiến luôn cho em cái nhánh này luôn. Sạn đất nè, đúng rồi. Rồi. Chưa nha. Bây giờ nếu mà cắt cái nhánh này thì ổn đúng không? Đừng cắt. Nè, cắt ra đây nè, cắt cái nhánh này bỏ giùm em đi. Này hai nhánh gì khác mà bỏ cái này hay sao? Bỏ luôn chị, bỏ nhánh đó giùm em đi, chừa hai nhánh kia lại. Đúng rồi. Đúng cắt cái nhánh này chị em nè. Bỏ mẹ nó luôn em. Chị cắt luôn nhánh này giùm em. Đúng rồi, rồi xong được rồi đó chị ơi. Rồi tỉa xương xương mấy thằng này thôi, bơ thôi. Tôi cắt cái đâu? Ừ. Đây đây. Nhánh này bỏ im đi. Ừ, nhánh đó bỏ im đi. Rồi. Bự bự nè. Lấy không? Đấy, lấy lại đi. Được rồi. Cắt sát sát vô một chút giùm em đi anh. Đừng có cắt xa xa quá. Ờ đúng rồi. Cắt vô đặng em xịt thuốc một cái cho nó khô lại luôn rồi, nó không bị xì mũ đó luôn à. Ừ. Nhánh đực luôn kìa. Đúng rồi, cắt luôn. Ờ, cắt luôn. Cắt thôi đừng có đăng lên ta cười chết. Cười gì mà cười. Đồng vợ đồng chồng cắt. Đồng vợ đồng chồng chứ. Cắt lên, đăng lên ta cười. Sầu riêng là phải cắt, là cắt tỉa là phải cắt, rồi vợ với chồng vô cùng cắt cây. Vậy đó nó mới giành đẻ. Sầu riêng mà đi cắt nên ông chồng không biết chừng nào đẻ. Đúng không anh? Ờ phải cười á. Bà Lâm là xử này luôn coi. Thôi. Nhánh này nè. Thôi gì? Vậy gái nhìn lại cứ quay lên thôi, không có lên. Trời. Nói gì chứ bả đẹp gái lắm nè mọi người. Thiệt, tại bả không có con gái, bả có con gái. Trời, ta có con gái, ta còn đi học đại học không vậy? Ôi, vậy hả? Ờ, học năm 2 rồi đó. 20 tuổi rồi đó. Rồi, vậy là ngon nữa rồi Duy ơi, Duy. Vô gì ơi? Vô không? 20 tuổi hả? Ừ, học năm 2 rồi đó. Rồi giờ bà chịu con làm nông nghiệp không? Thôi làm nào làm nổi gì à? Làm à? Vậy là nhà Duy nha. Ừ. Duy được không? Được. Vậy là Duy coi chuẩn bị đi cưng. Thì có ghế chưa? Chưa có ghế đâu. Cô gái mà đẹp gái lắm mà mày. Thì bà khỏi giới thiệu bơi. Bà đẹp gái rồi, chắc ăn là 100% là con bà phải đẹp gái rồi chứ. Cái giống mẹ lắm. Ừ. Ngon, kèo này thơm gì ơi. Đất thì cả trăm công. Đó, vậy đang lo nói chuyện này. Thôi nhanh. Chừa đi, nó mang trái. Chừa là mang trái. Gái cưng lắm nè. Gái vàng của ổng đó. Đâu có hình không? Cho có hình đấy. Được thì bữa nào qua luôn à. Cái gì? Thì qua trước đi trời, đặt cọc trước trời chứ để em chịu quay ngang người gửi ra trường sống lấy chồng luôn à. Cái gì thời buổi giờ cũng phải đặt cọc trước chứ. Ừ. Được đó. Nè cái nhánh này nè, cắt đọt nè. Nhánh này nhánh sừng trâu nè, cắt đọt nuôi lại những nhánh thứ cấp nè để cho sau này mang trái nè. Ờ, thiến cái đọt nó bỏ đi. Đó. Còn nhánh đực ở trên chưa cắt kìa. Nhánh đực ở trên kìa. Kìa cái bông ở trên chà bá luôn kìa. Chịu được không? Sát vô ngang. Bông đùm nùi nùi bên đây nè. Bông đùm nùi nùi kìa. Để màu đực nghe hả? Ờ. Ừ. Trời. Giống cái vậy. Không có đẻ đâu mà cái bọng gì ở đó. Rồi cắt luôn cái nhánh này coi. Cái nhánh phướng kìa. Vừa kìa, cành vừa kìa, thấy không? Trên ngay chỗ cái tay của anh đó. Cái nhánh ngay chỗ nhánh này nè. Nhánh này nè, cắt bỏ mấy nhánh đi nhỏ đi. Ừ. Ừ.
cắt bỏ đi. Rồi, nhánh giữa, đúng rồi. Rồi, ok, xong, xuống. Xuống đi. Chỉ cắt tỉa cho thông thoáng lại cây thấy không? Để gì nguyên si luôn à. Cây nè. Cao nhọng luôn nè. Cái đọt kẻ trên kìa như cây tre miểu rồi quý con. Cây sầu riêng này nếu mà trường hợp mà mình nói ra dựng niêu quá, mấy ngày Tết đó quý con, là ngon lành luôn á. Xịt cái gì đâu mà xịt cho dữ vô. Nó ra cái đọt kìa một gần 1m2 cái đọt kìa. Cái nhánh này lấy làm gì? Ừ. Phun kéo đọt, kéo đọt nè, hả? Kéo ra cá hì luôn. Sập vàng luôn. Bây giờ là sầu riêng này là làm theo hướng sầu riêng lùng luôn nha mọi người. Kìa đây nè, minh chứng rõ ràng luôn nè, kéo một cái hì luôn nè, nó kìa cây đó kìa. Nó nói với vài bữa nó cọ đậu lên nó gãy đọt à. Rồi bay lên nghe cũng đi chứ, nữa đồng vợ đồng chồng nữa. Cây này là nguyên đợt hồi đó là có cắt tỉa một cử rồi, ngày hôm nay nữa là cây này được nhiêu anh? Hai năm rưỡi hả? 2 năm rưỡi mà bữa nay nó gì vậy nè. Gốc này nói chung là cỡ khoảng 4 năm một cái là coi như là dư sức để mang trái luôn. 4 năm. Thẳng mai kiếm tiền. Ừ. Trời. Trời, mày nói bả cái gì? Đã ưa liền thấy chưa? Dễ ăn quá. Cái này phải kiếm ghế là đặng nữa không biết làm cắt sầu riêng mới được nữa nè, thôi không biết nữa không biết làm nữa nè. Cắt cần cắt không nè, cắt cái đọt này hồi nhánh này đúng không? Ừ, đúng rồi. cắt cắt cái tỉa cái thông thoáng liền không, nhưng mà giai đoạn lá thường thường nó để cắt tỉa là phải là từ lá lụa cho đến lá già, lá lụa lá già mình biết cắt tỉa cái cây sầu riêng nó sẽ ít khi nó sẽ bị si cái cây. À, đừng có cắt vào cái giai đoạn mà cây nó đi đọt, cây đi đọt mình cắt tỉa là dở lắm. Như giai đoạn này đúng không, cắt tỉa xong rồi là bắt đầu phun thuốc bệnh ha, phun thuốc bệnh là ướt trong thân cây và ướt ngoài lá luôn, xong rồi quay ngang phun thuốc bệnh xong rồi khoảng 3 ngày sau là gãy phân luôn, chưa gãy phân luôn, hữu cơ luôn, đừng cho nó tổng hợp cái nguồn dinh dưỡng tích lũy lại cái để khi mà cái thằng này lá nó già cứng lại đúng không, là bắt đầu cây của anh nó sẽ đi đọt đồng loạt nữa. Đi cái hì luôn. Làm sao đi được đồng loạt? Ừ. Đó. Nghĩa là bây giờ giai đoạn này nè, anh cắt tỉa xong vòng 3 ngày là xong. Rồi bắt đầu anh sẽ xịt thuốc bệnh. Anh lấy cái gói niêu nấm bệnh, anh xịt hết ướt trong cái thân ướt ngoài lá luôn chứ. Rồi khoảng 3 đến 4 ngày sau là tiến hành là bắt đầu gì? Gãy phân vô. Tưới ẩm ẩm lại. 4 ngày sau tưới kích gãy lại giùm em. Rồi. Là bắt đầu đọt nữa, nó ra nữa à. Ra đồng loạt luôn. Tại vì sao mà giai đoạn lá thường thường giai đoạn này là mình phải gãy phân nè. Là giai đoạn này là gì? Mình gãy trước cho nó để cho nó tích một cái nguồn dinh dưỡng vào cây. Thì bắt đầu khi mà lá mà nó già lại cái là nó đủ lực rồi, đủ nguồn dinh dưỡng rồi, nó bắn đọt ra cái hì liền. Chứ đừng có chờ tới mà giai đoạn mà lá lụa rồi mình bị gãy là nó trễ lắm. À, lá già gãy nó trễ lắm. Lá xanh đen luôn nha. Cây này sao nó yếu tay luôn, tay ít, tay nó ít nhánh, ít nhánh hả? Ít nhánh là ít nhánh là do ba cái cây của mình nè, nhánh sừng trâu hơi nhiều, nhánh sừng trâu hơi nhiều nè. Cái nhánh này giờ sao? Cái nhánh này 2 nhánh nó dày rồi, chạy nó sao? Không, cái nhánh cãi đi, cãi đi, nhánh đó cãi đi, nhánh đó bự á, nhánh đó tiền không đó chị ơi, đếm tiền á.
không 200.000 ký là nhánh 1 triệu khỏe gì nữa. Trái 3 ký nữa trái gì.